Thư viện tỉnh An Giang, tọa lạc tại số 16, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 2020, Thư viện tỉnh An Giang đã tập trung nâng cao chất lượng vốn tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương cũng như cả nước, thu hút được 539.633 lượt bạn đọc với 1.618.000 lượt tài liệu. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng đơn vị vẫn linh động, sáng tạo, triển khai tất cả các hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Một trong những điểm sáng trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện tỉnh An Giang trong thời gian qua là tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức và phục vụ bạn đọc ngày càng hiệu quả hơn, phù hợp với tình hình giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu vãn hồi. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy dùng các thiết bị thông minh của mình để mở trang fanpage Thư viện An Giang và cùng tham dự buổi giới thiệu sách của chúng tôi. Chào mừng quý vị đã trở lại chuyên mục Du lịch cùng sách của Thư viện tỉnh An Giang, số kỳ này với chủ đề Du lịch An Giang qua kho tàng sách. Chương trình được phát sóng định kỳ mỗi tuần một số và phát trực tiếp vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng thứ Sáu hàng tuần trên fanpage Thư viện An Giang. Quý vị cũng có thể xem lại nội dung thông tin đã phát vào bất cứ lúc nào, chỉ cần có kết nối Internet với một thiết bị truyền tin thông minh nào đó. Và như thường lệ, sáng thứ Sáu hôm nay, xin mời quý vị cùng với tôi, Nguyễn Thị Mến, Phó trưởng phòng bổ sung xử lý tài liệu và phong trào, và tôi, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, viên chức phòng tin học và thông tin thư mục, cùng chúng tôi tiếp tục đi dạo một vòng qua những trang sách biết nói để khám phá vùng đất Thất Sơn kỳ vĩ này của chúng ta nhé! An Giang là vùng đất hội tụ nhiều nét đặc sắc về văn hóa, phong tục, ẩm thực và đặc biệt là những lễ hội độc đáo, ấn tượng hàng năm, thu hút hàng triệu lượt du khách gần xa. Đầu tiên, chúng ta phải kể đến đó là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Lễ hội được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm. Từ năm 2001, đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Lễ hội đặc sắc đã có từ lâu đời, mang giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân vùng sông nước Nam Bộ. Ngày 19 tháng 12 năm 2014, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống. Hội đua bò bảy núi là hoạt động văn hóa thể thao độc đáo mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer tại hai huyện miền núi Tịnh Biên và Tri Tôn, được tổ chức vào dịp lễ Sen Don Ta của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, bắt đầu từ 29 tháng 8 đến 1 tháng 9 âm lịch hàng năm. Hội đua bò được nâng cấp thành ngày hội truyền thống với quy mô ngày càng mở rộng, hình thức thi đấu hấp dẫn, qua đó thể hiện được tinh thần đoàn kết của hai dân tộc Kinh và Khmer. Và còn rất nhiều lễ hội đặc sắc khác như lễ hội Roja của người Chăm An Giang, lễ hội Chôn Chăm Thơ Mây của đồng bào Khmer, lễ hội truyền thống Đức Quản Cơ Trần Văn Thành. Quý vị thân mến, để chuyến du lịch An Giang có thêm nhiều ý nghĩa, mời quý vị hãy tìm đọc thêm sách Lịch sử địa phương An Giang của tác giả Phan Văn Kiến và Võ Thành Phương, được nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2015. Sách hiện có tại Thư viện An Giang và trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Kính thưa quý vị, đến đây chuyên mục Du lịch cùng sách của Thư viện tỉnh An Giang thực hiện xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của tất cả quý vị. Xin mời quý vị vào giờ này, tuần sau, tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi qua những trang sách lịch sử hào hùng của dân tộc với một hành trình dài 30 năm của một vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Chào mừng quý vị đã trở lại chuyên mục Du lịch cùng sách của Thư viện An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ mỗi tuần một số và phát trực tiếp vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 phút
sáng thứ sáu hàng tuần trên fanpage Thư viện An Giang. Như đã thông tin ở kỳ trước, sáng hôm nay xin mời khán giả của Du lịch cùng sách tham quan chuyến hành trình dài 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Kính thưa quý vị, những năm cuối thế kỷ 19, phong trào yêu nước của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ và diễn ra rộng khắp, nhưng đều lâm vào tình trạng bế tắc và khủng hoảng về đường lối chính trị. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành sớm có nhận thức về lòng yêu nước, thương dân vô hạn, cùng với nghị lực phi thường đã ra xứ người, bôn ba qua các châu lục, lao động, học tập, tham gia hoạt động cách mạng, tìm ra con đường giúp nước, giúp dân, giải phóng dân tộc. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành với sự ngưỡng mộ và kính trọng, lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, kiên cường của các bậc tiền bối đi trước, đồng thời cũng nhận ra những điểm chưa phù hợp khi các lối đi ấy không giải quyết được vấn đề triệt để của dân tộc ta lúc bấy giờ. Với tư duy chính trị nhạy bén, sự tiếp thu tinh hoa của nhân loại và dân tộc, Nguyễn Tất Thành đã nhận thấy vấn đề bức thiết. Người quyết định ra xứ người xem các nước đế quốc phát triển như thế nào để trở về giúp đồng bào ta, đất nước ta thoát khỏi cảnh áp bức, nô lệ. Chính vì lẽ đó, ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, chàng trai Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước để giải phóng dân tộc thoát khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân Pháp. Với một quyết tâm cháy bỏng, dân tộc được độc lập, đồng bào được tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thành đã là nguồn cảm hứng dạt dào của nhiều đầu sách nổi tiếng. Một trong số các đầu sách tiêu biểu đó là cuốn sách 30 năm tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc của tác giả Phạm Quý Thích, được xuất bản bởi nhà xuất bản Thanh Niên năm 2010. Cuốn sách đã khắc họa vô cùng rõ nét cuộc hành trình đầy chông gai và thử thách của Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam thông qua việc khái quát và hệ thống một cách sâu sắc về hành trình bôn ba của người ra đi tìm đường cứu nước. Lật đọc trọn vẹn hơn 300 trang sách sẽ mang đến cho chúng ta một góc nhìn chân thật, bao quát, khách quan, đa chiều về cuộc hành trình mang lại ánh sáng cho đất nước Việt Nam. Trang bìa cuốn sách là sự kết hợp giữa hình ảnh chàng trai Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua năm 1920 và hình ảnh Hồ Sen. Đây là một sự kết hợp rất hài hòa. Bức ảnh Nguyễn Ái Quốc ở Đại hội Tua được chụp vào tháng 12 năm 1920, khi chàng trai trẻ trở thành một trong những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Bức ảnh đánh một dấu mốc quan trọng của cuộc hành trình đi tìm ánh sáng cho dân tộc Việt Nam. Điều đặc biệt ở đây là bức ảnh được đặt giữa hồ sen đang nở rộ. Hình ảnh hồ sen tượng trưng cho quê hương của chàng trai trẻ mang nhiều hoài bão, khát vọng, đó là làng sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ngoài ra, nó còn thể hiện cho tình cảm của người luôn hướng về quê hương Việt Nam. Với 324 trang được kết cấu thành 5 mục lớn, tập hợp những câu chuyện chân thật, rõ ràng, xúc tích. Từng mục là từng dấu mốc quan trọng trong hành trình chứa đầy những gian nan, khó khăn và thử thách của người. Mục 1. Con đường người chọn là hành trình từ khi còn là một chàng trai phụ bếp văn ba đến khi chàng trai ấy đi qua các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ, đặc biệt là ba nước đế quốc lớn nhất thời bấy giờ, Anh, Pháp, Mỹ, rồi trở thành một chiến sĩ cộng sản. Đến theo dấu chân người trong Ngục Trung Nhật Ký kể về khoảng thời gian người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ. Rồi cho đến khi Vời Vợi Trời Nam Nhớ Bạn Xưa là những dòng cảm nhận của tác giả về khoảng thời gian Nguyễn Ái Quốc vừa được trả tự do, mong muốn nhanh chóng trở về Việt Nam để giúp nước, giúp dân. Tiếp đến là đi tìm lời giải phương án 2. Đây là một bài báo khiến tác giả phải băn khoăn khi đề cập đến một sự kiện khá nhạy cảm. Và mục cuối cùng là Vĩ Thanh, là những dòng cảm nhận của tác giả về hành trình đầy khó khăn, gian khổ của Nguyễn Ái Quốc. Ngay từ những trang sách đầu tiên, ta thấy được
bức tranh nước ta vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Năm 1858, thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam, từ đó Việt Nam trở thành nước thuộc địa phong kiến. Dân tộc Việt Nam phải gánh chịu sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Chúng tước đoạt mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân ta, chúng xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới, chúng thi hành chính sách tàn bạo về kinh tế với hàng trăm thứ thuế vô lý, vô nhân đạo. Chúng độc quyền về kinh tế làm cho đời sống nhân dân ta đói khổ, lầm than, không có cơm ăn, áo mặc. Không những thế, chúng còn áp bức về tinh thần với chính sách văn hóa thực dân nhằm xóa bỏ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, du nhập những sản phẩm văn hóa thực dân tiêu cực để đào độc đời sống tinh thần của nhân dân ta. Chúng mở nhà tù nhiều hơn trường học để thực hiện chính sách ngu dân, dễ bề, cai trị. Chính sách thống trị đó đã tác động đến mọi mặt của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa, xã hội, tác động đến mọi người dân Việt Nam từ người già cho đến trẻ, từ trí thức đến nông dân và các tầng lớp giai cấp khác, không phân biệt là miền xuôi hay miền ngược, thành thị hay nông thôn. Trong hoàn cảnh đất nước mất tự do, nhân dân lầm than thì ngọn lửa của sức trẻ, của lòng nhiệt huyết, của tình yêu nước nồng nàn đã thôi thúc nhiều người Việt Nam cố gắng đi tìm từ châu Á đến châu Âu một con đường cứu nước để đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ. Trong hành trình tìm kiếm nhiều gian khổ khó khăn, cuối cùng con đường mới đã được tìm thấy. Con đường cứu nước mới đó chính là con đường cách mạng vô sản. Gắn với hoạt động tìm kiếm và truyền bá con đường cứu nước mới đối với cách mạng Việt Nam chính là nhà yêu nước vĩ đại của dân tộc, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Nguyễn Ái Quốc là một cái tên được Bác dùng trong thời kỳ hoạt động ở nước ngoài. Tên thật của Bác là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng rất lớn đến chàng thanh niên ấy ngay từ thời niên thiếu. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, người đã bắt đầu có những suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và nung nấu quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước mới. Chàng thanh niên Nguyễn Thành đã đi bộ từ Phan Thiết, vượt qua bao khó khăn khắc nghiệt để đến Sài Gòn tìm cơ hội thực hiện ý định cháy bỏng đó. Và ngày 5 tháng 6 năm 1911, trên con tàu ở Mireille La Touche de Chevy, từ cảng Sài Gòn tự giới thiệu là Văn Ba, xin làm phụ bếp, Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt phi thường. Tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Trong vòng 10 năm, từ năm 1911 đến năm 1920, người đã tận dụng mọi cơ hội để đến được nhiều nơi trên thế giới. Bàn chân của người đã từng in dấu trên nhiều nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ. Và người dừng chân khảo sát khá lâu tại ba nước đế quốc lớn nhất thời bấy giờ là Anh, Pháp, Mỹ. Với mọi chuyến đi, người đã tranh thủ mọi cơ hội để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng và hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân các nước tư bản thuộc địa. Người đã bổ sung cho mình một lượng kiến thức vô cùng phong phú với một tầm nhìn hết sức bao quát và rộng lớn. Người đã rút ra kết luận, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa. Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những tháng năm tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy để đến với chủ nghĩa Mác Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920, trở thành nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc.
sớm nhận thức được xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử cùng với tính chất của thời đại do cuộc cách mạng tháng 10 mở ra, người xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, khám phá ra chân lý của lịch sử. Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và Đường cách mệnh, đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh Niên, người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi điều kiện thành lập đảng đã chín mùi, ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị Hợp nhất ba tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị Hợp nhất ba tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như một đại hội thành lập đảng. Sự ra đời của đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức thống trị của thực dân phong kiến. Sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, ngày 28 tháng 1 năm 1941, người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Người đã chỉ ra rằng, trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, chỉ có một con đường duy nhất phải theo là con đường cách mạng dân tộc dân chủ do đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, đánh đổ đế quốc thực dân, giành độc lập dân tộc, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cho đến giữa tháng 8 năm 1942, Nguyễn Ái Quốc từ Bắc Bó sang Trùng Khánh, Trung Quốc để kêu gọi sự ủng hộ của các nước đồng minh chống phát xít đối với mặt trận Việt Minh. Trên đường bắt xe đi Trùng Khánh, người bị chính quyền địa phương Tưởng Giới Thạch bắt giam vì tình nghi là gián điệp. Từ đây, Hồ Chí Minh đã trải qua một hành trình gian khổ. Chính trong thời điểm này, tập thơ Giận Ký Trong Tù đã ra đời. Đây là một án thơ tuyệt vời của người. Nhưng dường như khi viết tập thơ này, Bác không có ý làm nghệ thuật hay để lưu danh hậu thế, mà cốt chỉ để ngâm ngợi cho khuây khỏa nỗi niềm mất tự do. Tuy vậy, tập thơ lại trở thành một tác phẩm lớn có giá trị về nhiều mặt trong lịch sử văn học Việt Nam cận hiện đại. Tháng 9 năm 1943, Hồ Chí Minh được trả tự do. Vời vợi trời Nam nhớ bạn xưa là câu thơ lột tả chính xác tâm trạng của Hồ Chí Minh khi vừa thoát khỏi cảnh ngục tù. Vời vợi, bồn chồn, mong muốn nhanh chóng trở về Việt Nam để chiến đấu giết quân, dân. Hồ Chí Minh trở về căn cứ Cao Bằng vào tháng 9 năm 1944. Tháng 12 cùng năm, Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh rời Cao Bằng về Tân Trào, Tuyên Quang. Tại đây, theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân đã họp quyết định tổng khởi nghĩa. Đại hội Quốc dân đã bầu ra Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khoảnh khắc lịch sử này đã in sâu vào trái tim, khối óc của bao con người Việt Nam. Trong bản tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc độc lập, mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Chặng đường 30 năm bôn ba khắp thế giới của Nguyễn Ái Quốc vừa đi tìm đường cứu nước, vừa là sự kiên trì, chiến đấu đầy bản lĩnh trí tuệ, bảo vệ con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.
thành quả vĩ đại của cuộc hành trình 30 năm đó không những được thể hiện ở chỗ những câu hỏi lớn nhất đối với dân tộc Việt Nam, với cách mạng Việt Nam mà trước đó chưa ai tìm được câu trả lời, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giải đáp sáng tỏ, đầy sức thuyết phục, mà chuyến hành trình đã gây một vĩ thanh vô cùng to lớn đến ngày nay. Để lớp thanh niên sau này hiểu thêm về lịch sử và một thế hệ những người cộng sản vàng hy sinh, tranh đấu giành lại độc lập cho đất nước mà Bác Hồ là tấm gương tiêu biểu nhất. Những thanh niên thời đại mới ra nước ngoài học tập, phấn đấu đưa đất nước sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu, hiểu rõ hơn những gian khổ mà người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành không chỉ lao nhọc kiếm sống mà còn tham gia chính sự, vượt tù đày, tìm đường cho đất nước thoát khỏi cảnh đêm trường nô lệ, mang ánh sáng xua tan màn đêm. Độc lập tự do là mục tiêu, là nhiệm vụ quan trọng nhất, thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam. Qua bao thế hệ, dù có phải hy sinh cả tài sản và tính mệnh, dân tộc Việt Nam cũng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó. Đây cũng chính là mẫu số chung lớn nhất, tập hợp sức mạnh toàn dân, muôn người như một. Còn chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh, không chỉ là ấm no, hạnh phúc, mà còn là một chế độ xã hội đảm bảo thắng lợi vững bền, sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Hành trình Hồ Chí Minh là con đường mang tầm nhìn vượt thời gian, đưa chúng ta vượt qua bao khó khăn, gian khổ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thoát khỏi nước kém phát triển, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và từ đó làm cho mỗi con người Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những trang sách kể về hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã khép lại. Nhưng con đường người đã chọn mãi sáng soi cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Cảm ơn tác giả Phạm Quý Thích, cảm ơn quý vị đã đồng cảm cùng chúng tôi. Rất mong quý vị hãy dành thời gian để tìm đọc quyển sách hay này, để hiểu thêm, để yêu thêm giá trị của độc lập tự do và sự hy sinh cao cả của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Sách hiện có tại Thư viện An Giang và hệ thống thư viện công cộng trên toàn quốc. Nghệ An nước biếc non xanh, An Giang đồng lúa, núi sông hữu tình. Ở hai quê chung một chữ An, vì dân yên ấm, dân thân thank you.
ven sông sông Hầu để lại một quê hương rạng rỡ khắp bốn phương. Người đã đi xa, cho cả dân tộc ta một mặt trời nhân đạo mọc từ trái tim người cộng sản Việt Nam. Bác Hồ và Bác Tôn tuy hai người là một, sáng tình yêu đất nước, sáng tình yêu nhân dân. Tấm áo tặng cụ già, gói quà tặng châu thơ. Bác Hồ và Bác Tôn tuy hai người là một, giản dị mà quý nhớ, cả đời thương nhớ dân. Mưa giăng thăm bộ đội, nắng gạo ra đồng thăm nông dân. Người đã đi xa để lại một mái nhà, ven dòng sông Hầu để lại cho ta những con đường vươn tới tương lai. Trong gian khổ có đang dẫn đường, trong lao tù có mặt trời chân lý, trong tim người cộng sản có tình yêu bao la. Một quê hương rạng rỡ khắp bốn phương. Người đã đi xa, cho cả dân tộc ta một mặt trời nhân đạo mọc từ trái tim người cộng sản Việt Nam. Bác Hồ và Bác Tôn tuy hai người là một, sáng tình yêu đất nước, sáng yêu nhân dân. Tấm áo tặng cụ già, gói quà tặng châu thơ. Bác Hồ và Bác Tôn tuy hai người là một, giản dị mà quý nhớ, cả đời thương nhớ dân. Mưa giăng thăm bộ đội, nắng gạo ra đồng thăm nông dân. Một mái nhà ven dòng sông Hầu để lại cho ta những con đường vươn tới tương lai. Trong gian khổ có đang dẫn đường, trong lao tù có mặt trời chân lý, trong tim người cộng sản có tình yêu bao la. Thăm ngôi nhà ven sông giữa mì hoa hưng, sao nghe thoáng hương sen xứ Nghệ, thêm ngọt dòng Hồ Nam, thêm sáng trời An Giang. Hôm nay con về thăm ngôi nhà ven sông giữa mì hoa hưng, sao nghe thoáng trên xứ Nghệ, thêm ngọt dòng Hồ Nam, thêm sáng trời An Giang. Kính thưa quý vị, ca khúc
giữa Mỹ Hòa Hưng thoảng hương sen xứ Nghệ, sáng tác nhạc sĩ Bá Trạng qua phần biểu diễn của anh Thư cùng nhóm bè và nhóm múa đã khép lại chuyên mục Du lịch cùng sách của Thư viện tỉnh An Giang. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ sau tại khung giờ quen thuộc 9 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần trên fanpage Thư viện An Giang. Kính chúc quý vị luôn bình an, hạnh phúc. Trân trọng kính chào.